Chào mừng các bạn đã đến kênh 15 phút review. Trước khi đi vào video, các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé. Ở tập trước, trong lúc Thạch Hạo đang vượt ải cuối cùng để tu ra luồng tiên khí thứ hai, thì lúc này, có người đang tiến tới tiểu thế giới mà hắn bế quan, mục tiêu là dãy núi này, quân đạo, vương giả cổ đại của thiên quốc, tất cả đều hiện thân, trên gương mặt của bọn họ là vẻ cay nghiệt, toàn bộ từng bước tiến tới, quay lại chỗ Thạch Hạo bế quan, lạnh lẽo và u tối, Thạch Hạo bị phong ấn ở trong nhà giam hư vô này, hắn không cách nào tìm được đường về, không thể nhìn thấy phần cuối, trong mắt chỉ có vẻ cô tịch vĩnh hằng mà thôi, lúc này, hắn tỉnh lại trong trạng thái khờ khạo thế nhưng tình hình lúc này vô cùng nguy cấp, làm sao mới có thể chạy thoát? Phá, hắn dùng mọi khả năng, kích phá hết sức lực, hòng mở ra một con đường để quay về lại trong thế giới hiện thực, thế nhưng nơi đây khó có thể lay động được, nơi đây vô cùng bí ẩn, những thứ trôi qua tựa như sẽ mất đi vĩnh viễn, nơi đây rất khó xé mở, là một nhà giam cứng rắn không cách gì phá vỡ được. Giết, Thạch Hạo giơ tay kết pháp ấn, hắn sử dụng thượng thương chi thủ. Với mục đích hy vọng có thể mở ra một vết rách, thế nhưng hết lần này tới lần khác đều thất bại, sao lại như thế chứ? Đồng thời, hắn phát hiện ra nơi này càng thêm u tối hơn, không cách nào thấy được thứ gì, hơn nữa, nguyên thần của hắn đang bị tiêu hao dần dần, không cách nào bổ sung được, nếu cứ theo đà này thì chắc chắn sẽ bị dập tắt và hoàn toàn tan rã, bản thân hắn sẽ bị xóa tên khỏi thế gian này. Trong nháy mắt, Thạch Hạo trở nên yên lặng không làm ra bất cứ hành động nào và cũng không hề đối kháng gì nữa, mà lặng lặng suy nghĩ, bảo toàn sức mạnh nguyên thần, trong vẻ lạnh lẽo yên tĩnh không hề tiếng động nào, vẻ đen kịt là chủ đề của Vĩnh Hằng. Thời gian trôi qua tựa như muốn mang tam sinh tam thế của hắn đi, đây là một cảm giác rất quái lạ. Thạch Hạo ngồi xếp bằng, hắn cảm thấy vô cùng cô độc. Trong lúc yên lặng suy nghĩ thì hắn cảm thấy những mảnh vỡ thời gian đang bay múa, tựa như nháy mắt đã trôi qua trăm nghìn năm vậy. Cảm giác này vô cùng đáng sợ, khiến hắn sợ hãi không thôi. Từng có một cách nói, bảy ngày trong động bên ngoài đã ngàn năm. Hắn bị vây ở nơi này, vậy bên ngoài đã trải qua được bao lâu? Sau lưng Thạch Hạo trượt sinh ra một cảm giác mát mẻ. Năm đó Tiểu Tiên Vương cũng như vậy, cũng lưu lại thân thể nhưng nguyên thần lại bị phong ấn ở trong bóng đêm này. Không cách nào thoát vây được, Thạch Hạo khẽ nói, hắn muốn cảnh tỉnh lại chính mình, hắn từng nhìn thấy hình ảnh ở trên vách đá susi kia, lúc tiểu tiên vương thất bại thì có người nhấc thi thể của hắn đưa tới luyện dược điện, chỉ có thể xác chứ không hề có nguyên thần, giờ khắc này, hắn hiểu hết mọi chuyện đã diễn ra, ta làm cách nào để thoát vây đây, không thể đi theo gót chân của hắn được, nguyên thần của Thạch Hạo hóa thành một người tí hon ngồi xếp bằng nơi này, hai tay nắm chặt, hắn muốn rời khỏi, bên ngoài có thạch thôn, có người thân, có bằng hữu, có thứ mà hắn muốn bảo vệ, có người mà hắn muốn gặp, không thể chết trong tuyệt địa này được, nhưng, lạnh lẽo u tối vô tận băng hàn ùa tới, một màu đen tựa như mực bao phủ lấy hắn, hắn không cách nào nhìn thấy được thứ gì, cũng không thể sờ được thứ gì, không hề có cách nào để lao ra khỏi nơi này. Đồng thời, vào lúc này hắn cảm thấy nguyên thần càng suy yếu hơn, đã bị hư không đen tối rút lấy hồn lực và từ từ đi tới bờ diệt vong, toàn thân thạch hạo lạnh lẽo, làm sao chịu đựng được, làm sao chống lại sự ăn mòn đáng sợ này. Đừng nói là bỏ trốn, dù có nán lại thêm chút nữa thì hắn chắc chắn sẽ tan thành mây khói, nơi đây là nơi ăn mòn nguyên thần, tiêu diệt linh hồn không có thứ gì có thể trường tồn ư thạch hạo cố gắng để bản thân tỉnh táo nhất có thể không bị kích động hắn phải sống phải đột phá rời khỏi đây không thể cứ chết như vậy được hắn từng nhìn thấy từng ngôi nhà giam đen tối đang phiêu lưu trong dòng sông thời gian trong đó có những đốm sáng chính là những sinh linh đầy mạnh mẽ bọn họ vì sao vẫn còn sống chẳng lẽ có biện pháp chống lại ư thạch hạo suy nghĩ thật cẩn thận rồi suy xét với bản thân mình xem thử có biện pháp nào có thể chống lại sự ăn mòn của màn đêm để nguyên thần của mình duy trì bất hủ có thể sống tiếp nữa hay không tiên đạo thần đạo hệ thống tu luyện của hai kỷ nguyên này hoàn toàn khác nhau ta phải làm như thế nào đây vừa nãy lúc hắn vận dụng bảo thuật triển khai sức mạnh thần đạo thì không hề có chút hữu dụng nào không cách nào kháng cự lại được nguyên thần tiêu hao càng nghiêm trọng hơn nhưng mà tiên đạo hắn cơ bản không hiểu kỷ nguyên này không phải thuộc hệ thống kia không có truyền thừa như thế tiên khí ta từng tu ra một tia thạch hạo lẩm bẩm thậm chí hắn đã tu ra được tia thứ hai chỉ là do nguyên thần rời khỏi thể xác, thân thể đã mất đi ý thức. ủa, có một tia, Thạch Hạo tra xét toàn bộ bản thân, hai tia tiên khí kia không có tiến vào kịp, thế nhưng tại sao bản thân lại còn có một ít? Hắn thử điều động thì chợt phát hiện, sự tiêu hao của nguyên thần đã giảm đi chút ít, thậm chí loại ăn mòn kia còn bị ngăn cản và khôi phục lại tiến vào trong trạng thái cân bằng, đây là chuyện gì? Thạch Hạo không hiểu, tuy có vui mừng thế nhưng cũng mang theo vẻ nghi hoặc, quan sát thật kỹ trong cơ thể để tìm hiểu chân tướng, thì hắn bỗng nhớ tới, lúc mình bế quan ở trên con đường đá kia, sau khi nhen nhóm 2900 ánh lửa của con đường đá, thì có tu ra một tia tiên khí rất yếu, rất nhạt, nhưng chính vào lúc này, lúc hắn bị thương quá nặng gần như bị hủy diệt, thì tia tiên khí kia chợt hiện ra rồi tầm bổ thân thể của hắn. Thạch Hạo đã hiểu, chính là tia kia đang bồi dưỡng thân thể, làm cường tráng nguyên thần của hắn, ngày xưa tưởng chừng đã tiêu tán, nhưng thực ra vẫn có khí tức tiên đạo được lưu lại, hiện giờ đang phát huy tác dụng, hòa vào thể xác của ta, hòa vào trong nguyên thần của ta, tuy rằng không mạnh thế nhưng lại có chút diệu dụng, đã cứu ta một mạng. Thạch Hạo thì thào: bởi vì luồng tiên khí này sớm đã thuộc về thể xác và nguyên thần của hắn, tuy hai mà một, đã được luyện hóa sạch, thậm chí có thể nói, đây không phải là tiên khí mà chỉ là một phần của chân ngã, ta muốn ra ngoài, dựa vào thứ này để thoát vây, Thạch Hạo tĩnh tâm, điều động loại sức mạnh này để tu dưỡng bản thân, làm lớn mạnh chính mình, muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất, tìm hiểu hết lần này tới lần khác, ra sức dãy dụa trong bóng tối, đối kháng lại sức mạnh của sự ăn mòn nguyên thần, không ngừng kéo dài. Trong lúc này hắn gặp rất nhiều tai nạn thế nhưng cũng có thể ổn định lại, rốt cuộc cũng đã lĩnh hội được những thứ mới quả nhiên có thể rút lấy sức mạnh từ trong hư vô này, chỉ có khí tức tiên đạo thì mới có thể thực hiện được. Thạch Hạo ngưng thần ngồi xếp bằng nơi đó, cố gắng hết sức để tranh thủ thời gian, hắn nhất định phải sống sót, nhất định phải thành công xé mở nhà giam tối tăm này. Thời gian trôi qua, cũng không biết đã bao lâu, tâm của Thạch Hạo gần như đã nguội lạnh, bởi vì tựa như đã trôi qua trăm năm, đây là ảo giác sao? Thời gian dài như thế thì hắn mới có thể khôi phục lại đỉnh cao bởi vì hồn lực trong hư vô quá khó để hấp thu đây chính là kết quả mà hắn nỗ lực hết sức sức mạnh như vậy có thể xé mở được không gian đen tối này ư thạch hạo không biết thế nhưng hắn nhất định phải thử nghiệm cố gắng tranh thủ hết mọi khả năng nếu thất bại chẳng lẽ phải chờ trăm năm nữa sao trong lòng thạch hạo trầm xuống hắn hít sâu một luồng sức mạnh hắc ám sau đó làm cho bản thân bình tĩnh lại cố gắng áp chế sau đó bắt đầu rút lấy sức mạnh trong hư vô để dưỡng hồn làm lớn mạnh nguyên thần lại thêm mấy chục năm nữa à thạch hạo không rõ hắn cảm thấy nguyên thần mạnh lên không ít hắn muốn thử nghiệm đã không thể chờ thêm được nữa nếu như bên ngoài đã trôi qua hơn trăm năm vậy cơ thể của hắn vẫn còn tồn tại chứ hay là đã thối rửa mà sự tranh bá của tiên cổ cũng đã sắp kết thúc thậm chí tất cả đều đã kết thúc rồi ta phải trở về thạch hạo gào hét trong lòng nhiều năm như vậy trôi qua thể nào cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện hắn làm sao có thể cam tâm bị vây khốn ở nơi này chứ liều thôi hiện giờ hắn đã mạnh hơn lúc đi vào rất nhiều nguyên thần sáng rực trong màn đêm u tối phá, Thạch Hạo liều mạng, vận dụng toàn bộ sức lực hòng thoát khỏi đây, muốn xé mở nhà giam u tối này, cứ thế rời khỏi trốn đây, khí tức tiên đạo ngưng tụ cùng với các bí thuật và pháp môn của bản thân, dùng nguyên thần để diễn biến, phát ra một đòn mạnh mẽ nhất từ trước tới nay, vù, nhà giam u tối này run rẩy tựa như vặn vẹo, thế nhưng vẫn không thể phá tan được, đòn đánh này lại khiến nguyên thần của Thạch Hạo rung lên bần bật, suýt nữa thì đã tản ra, tiếp tục, Thạch Hạo hét lớn, dùng hết mọi sức mạnh, liên tiếp phát ra tới chín đòn, bụp, Thạch Hạo thối lui rơi vào trong bóng tối, bản thân thì nhanh chóng mờ ảo nguyên thần cực tốc suy yếu và nhận lấy sự ăn mòn vừa nãy nhà giam này không ngừng dung chuyển không ngừng vặn vẹo thế nhưng cũng không cách nào bị phá tan hắn gặp phải phản phệ và bị trọng thương thạch hạo vận chuyển sức mạnh tự thân nhanh chóng chống lại sự ăn mòn sau đó tĩnh tâm ngưng thần lần nữa bắt đầu dưỡng hồn tăng cường nguyên thần từng thực hiện một lần nên nguyên thần của hắn nhanh chóng được củng cố thế nhưng muốn rút lấy sức mạnh trong hư không kia thì quả là gian nan trong màn đêm cô tịch này thạch hạo một mình tu hành tăng cường bản thân bao nhiêu năm rồi chẳng lẽ lại hơn trăm năm sao khi hắn lần nữa mở mắt thì lộ vẻ bi ai còn có chút không cam lòng và một tia yếu đuối hắn không phải bi ai cho chính mình mà khi nghĩ ở ngoại giới kia không biết như thế nào rồi những người thân những người thân thuộc nếu như không thấy hắn trở ra thì sẽ như thế nào những ước định trước kia mấy chục năm phải quay lại thạch thôn tới thăm mọi người thế nhưng giờ đã trôi qua bao nhiêu năm rồi còn có bóng người bên dưới hỏa tăng thụ kia nữa bây giờ nàng ở nơi nào có khỏe hay không hắn không muốn nhìn thấy những người trong thôn đều già đi không muốn nhìn thấy đám đồng lứa với mình đều biến mất không muốn nhìn thấy từng người được chôn bên dưới những nấm mồ hắn muốn ra ngoài, ta muốn trở về, Thạch Hạo bi thương lớn tiếng gào thét, thế nhưng cũng không quên rút lấy sức mạnh cường tráng bản thân, trong bóng đêm, hắn không ngừng tu dưỡng để bản thân càng mạnh mẽ hơn, vượt xa trước kia, thế nhưng lần này hắn cũng không muốn thử nghiệm một cách dễ dàng, mà phải đưa bản thân đạt tới trạng thái mạnh nhất, hắn muốn cô động thần thức tới mức cao nhất, để nguyên thần lấp lánh cao nhất, như thế mới có hy vọng phá tan nhà giam này, cứ như thế, hắn tu hành lại tu hành, không ngừng cường hóa nguyên thần tinh hồn lực chậm rãi tăng mạnh không ngừng để thăng việc này khiến thạch hạo nghi ngờ đây là một nơi như thế nào vì sao lại có hồn lực hắn lại có thể từ từ tu hành ở nơi này nhà giam u tối này đã xảy ra chuyện gì lẽ nào đây chính là luân hồi sao thân thể của hắn đã chết hiện giờ đang chờ luân hồi không có luân hồi ta sẽ trở về năm tháng vội vã thạch hạo cũng không biết đã trôi qua bao lâu cảm thấy như là ngàn năm vạn năm vô cùng tăng thương hắn đều đã hóa đá, tại sao, hắn lầm bầm, ở đây, trong vẻ quạnh hiu này, hắn lại có thể nhìn thấy rõ tâm tư của chính mình, tất cả chuyện cũ đều hiện lên trong lòng, từ khi còn bé, tới khi lớn lên, từng màn lại từng màn, khi còn bé thì mất trí tôn cốt, máu tươi đầm đìa, từ từ suy yếu, ký ức suy tàn. Chỉ có mình Aman là bảo vệ hắn, mắt nhuẩy lệ nhắc nhở hắn phải nhớ kỹ, không được quên, sau đó là Thạch Thôn, còn có Liễu Thần, ta phải trở lại, muốn gặp mọi người, Thạch Hạo cảm thấy như đã trôi qua trăm ngàn đời hắn cảm thấy bản thân đã tích góp đủ mạnh chỉ luận về hồn lực thì đã vô cùng kinh khủng khó có thể tưởng tượng được ầm um, hắn đấm ra một quyền với toàn bộ sức lực rốt cuộc cũng tạo nên tác dụng hắn đánh xuyên qua nhà giam u tối này vào một tia sáng xuất hiện hắn nhìn thấy được dòng sông thời gian nhìn thấy được từng nhà giam đang bồng bềnh ta làm sao để trở lại đây làm sao để phân rõ được phương hướng thạch hạo kích động tới run rẩy hắn cảm thấy mình có thể đánh vỡ nhà giam này thế nhưng làm sao để bước lên con đường về sẽ đi như thế nào, bên ngoài, quân đạo, vương giả của thiên quốc, cổ thánh tử của thần miếu đang lại gần, bọn họ dẫn theo không ít người, có đại sư trận pháp không ngừng xuất thủ, và phá tan những trận pháp trong lòng núi. Đây là một vị siêu cấp đại sư trận pháp, là một người dân bản địa, bên trong nhà giam u tối, thạch hạo cảm thấy thời gian dài đằng đẵng qua đi, tựa như ngàn năm vạn năm nhưng kỳ thực cũng không phải, đó chỉ là do sự ăn mòn của màn đêm, nên mới khiến hắn sinh ra ảo giác như vậy, nơi đó, hồn lực dồi dào. Nguyên thần của hắn trải qua rất nhiều cuộc mài rũa nên mạnh mẽ tới khủng khiếp. Một khi hắn trở lại thì nguyên thần chắc chắn sẽ mạnh mẽ khiến người khác khiếp sợ. Hai luồng tiên khí quấn quanh cơ thể, quân đạo âm thầm khiếp sợ. Dù là vương giả của thiên quốc cũng biến sắc, người xếp bằng trên mặt đất kia, dù thân thể đã nứt toác nhưng lại được tiên khí khóa chặt và đang từ từ khép lại, từ từ khôi phục. Hắn đã trầm yên rồi, không có sóng linh hồn nào cả. Ngay cả chúng ta hùng hổ phá tan trận pháp mà hắn cũng không biết gì. Đây là cơ hội tốt, ra tay. Đám người này nhanh chóng tiến vào, quyết đoán ra tay, trong lòng núi. Thạch Hạo ngồi xếp bằng chẳng hề nhúc nhích tí nào, thân thể nứt toát, vết thương vô cùng đáng sợ, có thể nói cả người đã chia năm xẻ bảy cả rồi, bởi vì có hai luồng tiên khí đang quấn quanh hắn nên mới không đến nỗi là giải thể, chúng gắn kết quấn chặt lại làm cho thể xác không bị tách ra, nếu không sớm đã hủy diệt rồi. Tốc độ vương giả cổ đại của Thiên Quốc cực kỳ nhanh, một chiêu kiếm đâm tới lập tức thiên địa biến sắc, vết rách hư không hiện ra, thanh sát kiếm tích huyết này tựa như tia chớp nổ vang, như là cầu vồng nối thẳng tới mặt trời, nó sáng rực lấp lánh vô cùng, cả người của hắn dính tới dưới mặt đất rồi lao vút vào trong, chiêu kiếm này hướng thẳng mi tâm của thạch hạo xương chán của hắn phát sáng hai bên va chạm phát ra những tiếng keng keng những đốm hoa lửa bắn tung tóe có thể thấy được cơ thể của hắn mạnh mẽ tới mức độ nào kết quả này khiến mọi người đều biến sắc bục vương giả cổ đại của thiên quốc hắn đã thành công một chiêu vừa rồi đã đâm thẳng vào mi tâm của thạch hạo máu tươi vung vãi vô cùng thế diễm không hề có một chút khó khăn nào mặc dù thể xác của thạch hạo rất tuyệt diễm thân thể gần như là kim cương bất hoại thế nhưng lúc này không có nguyên thần làm chủ nên không thể cứu vãn được gì chỉ dựa vào bản năng của thân thể để ngăn cản thì cũng chỉ có thể như kim loại va chạm với nhau, tiếng vang chói tai mà thôi, cứ thế đã giết được, tất cả mọi người không cách nào tin được, sau lưng bọn họ còn có một đám tu sĩ khác, tất cả đều là cường giả được mời tới, lúc này đều chấn động không thôi, mạnh mẽ vô cùng, tung hoành tiên cổ, sức mạnh ép các quái thai cổ đại, người từng chém đọa thần tử, thế nhưng hoang lại bị giết dễ dàng như thế, việc này khiến người khác run rẩy kinh ngạc, hai mắt trợn tròn, chết, quân đạo nhảy trồm tới, mang theo luồng gió mạnh, vô số ánh sáng bắn ra, một bước của hắn phải tới ngàn trượng, tay cầm một thanh chiến màu bạc đâm xuyên trái tim của Thạch Hạo. Vết máu đỏ sẫm chảy dài dọc theo lưỡi mâu bạc nhỏ xuống mặt đất. Ha ha ha, <laughs> Hoang, ngươi cũng có ngày hôm nay à? Quân đạo cười to, trên gương mặt mang theo vẻ tàn khốc cùng với lạnh lẽo, một tay nắm lấy chiến mâu bạc, lọn tóc tung bay, máu tươi chảy dài khiến hắn trở thành một vị ma thần thật sự. Tình cảnh này, chấn động lòng người, Hoang đã chết, mi tâm của hắn bị xuyên thủng, cũng có ý nghĩa là nguyên thần đã bị đâm nát, như vậy thì làm sao tránh được hồi tai nạn này chứ? Sau đó, Quân đạo lại tiếp tục đâm một mâu phá nát trái tim của hắn lưỡi mâu không ngừng phá hoại xương cốt máu thịt hắn từ từ chứng minh hoang đã chết hoàn toàn nếu không thì tại sao không phản kháng không có chút động tĩnh gì quá đáng tiếc cứ thế bị giết như vậy có người âm thầm than về phần những người đứng phía trước nhất thì càng kinh sợ hơn mặc dù hoang đã chết thế nhưng cơ thể hắn vẫn vô cùng đáng sợ nếu là người khác thì sớm đã bị nhát kiếm đầu tiên chém cho nổ tung rồi đặc biệt là một mâu sau cùng của quân đạo dù là thân thể của thần linh cũng phải chia năm xẻ bảy thế nhưng thân thể của hoang chỉ vang lên những tiếng keng keng tựa như là thân thể thần kim ấy bị đâm thủng một lỗ tia lửa văng tung tóe tu ra hai luồng tiên khí kinh diễm cỡ nào chứ không cách nào tưởng tượng được tên đại sư trận pháp siêu cấp kia thẩm than hắn là dân bản địa, tới từ một bộ lạc cỡ lớn ở tiên cổ này, mà cũng phải khiếp sợ trước dáng vẻ bên ngoài cơ thể của Thạch Hạo kia, tuy rằng hắn tràn ngập địch ý tới đây, thế nhưng khi thấy cảnh ấy thì vẫn cảm thấy nuối tiếc, một thiên tài tuyệt thế như thế, lại bị bọn họ ám sát, ra đi quá sớm, dù là ở kỷ nguyên tiên cổ thì người như vậy cũng chẳng có mấy ai, chết sớm khi lúc còn trai trẻ, thế nhưng không cách nào oán giận người khác được, tại do ngươi từng tiến vào dược viên cổ mà thôi hắn khẽ nói sau đó ánh mắt trở nên nóng rực nơi đây những người còn lại cũng không cách nào bình tĩnh được nữa trong lòng sụp sôi không thôi thân thể của thạch hạo dạn nứt khi vượt ải đã nhận lấy vết thương vô cùng đáng sợ thế nhưng cũng rất mạnh mẽ tuyệt diễm hai luồng tiên khí lượn lở thần thánh vô biên trong đó có một luồng rất lấp lánh trắng bóng như ngọc còn một luồng khác tựa như chỉ vừa mới thành hình hơi có chút mờ ảo thế nhưng rõ ràng đã thành công hai tia tiên khí hộ thể khóa chặt lấy bản thân khiến cho thể xác đang bị phá nát kia từ từ khôi phục lại như cũ gây dựng lại chân thân cảnh tượng này kinh khủng thế nào chứ rất nhiều người đều sợ hãi miệng khô lưỡi cứng không nói ra lời cố gắng lắm mới nuốt được một ngụm nước miếng một luồng tiên khí đã làm khó biết bao anh hùng rồi giờ hắn lại có thể tu ra luồng thứ hai thật khó mà tin được khó mà lý giải được hoang kinh diễm cổ kim mặc dù là cừu địch thế nhưng những người phía sau cũng đều phải thừa nhận như vậy mạnh mẽ hơn thì thế nào chứ không phải đã chết rồi hay sao quân đạo ngẩng đầu mái tóc dày buông xõa ánh mắt lóe lên ánh sáng tựa như ánh đao hắn quát lớn một tiếng một tay nắm chặt thanh mâu, nhấc bổng cả cơ thể của Thạch Hạo lên khỏi mặt đất, hình ảnh này làm người khác dùng mình một cái, sinh mệnh vô thường, mạnh như hoang mà cũng phải chết, việc này khiến lòng của mọi người đều mát lạnh, Quân Đạo với thân hình to lớn đứng ngay chỗ đó, dùng chiến mâu bạc đâm xuyên Thạch Hạo, rồi nhấc bỗng hắn giữa không trung, máu tươi dọc theo cán mâu chảy dài xuống nhìn mà giật cả mình, khà khà, vương giả cổ địa của Thiên Quốc cũng nở nụ cười tươi, bóng người của hắn mơ hồ, tựa như lúc nào cũng tiêu tán cả, người này tựa như là xài lang, như là ma quỷ, khí tức kinh khủng, tiếng cười này phát ra làm người người run sợ, không một ai sẽ quên được, chính hắn là người phát động đòn đánh thứ nhất, một thanh sát kiếm đâm thủng mi tâm và thành công giết chết Thạch Hạo, chính xác, đây chính là một chiến tích lớn trên con đường huy hoàng của hắn, đã đánh gục hoang, giết chết một thiên tài tuyệt thế đã tu ra được hai luồng tiên khí, chiến tích này đáng sợ tới mức nào, mở cho ta, quân đạo hét lớn đồng thời khống chế chiến mâu bạc, ánh sáng lấp lánh phát ra tựa như là một vầng mặt trời hắn muốn đánh nát cả thân thể của thạch hạo dừng tay vị đại sư trận pháp siêu cấp kia quát lớn hắn cực kỳ lo lắng keng tiếng kiếm gieo ngân vang vương giả của thiên quốc đã ra tay hắn dùng sát kiếm đánh thẳng lên trên chiến mâu bạc kia hòng hóa giải phù văn đáng sợ ấy vì sao con mắt của quân đạo lóe sáng rồi hỏi như thế thân thể này có giá trị rất lớn đã tu thành hai luồng tiên khí nên chắc chắn còn hy hữu hơn cả thần dược vương giả của thiên quốc nói lý do vì sao hắn ra tay ngăn cản chính xác bộ thân thể này chúng ta muốn và sẽ trao đổi cùng với các ngươi đại sư trận pháp siêu cấp nói rồi nhìn chằm chằm bộ thân thể này với vẻ nóng bỏng khát khao bọn họ vừa nói vậy thì tất cả mọi người đều biến sắc sở hữu được thân thể có hai luồng tiên khí thì chắc chắn có giá trị vô lượng chỉ là không biết sau này hai luồng tiên khí này sẽ có tiêu tán hay không mà thôi cổ thánh tử nhíu mày nói nguyên thần của hắn không còn ở trong người cũng không phải bị đâm chết kỳ quái thật ừ đúng là như thế nguyên thần của hắn không hề tán loạn ở trong đầu lâu vì sao không có trong này chứ có người thuộc dân bản địa ngạc nhiên nổi lên nghi vấn bên trong nhà giam đen tối nguyên thần của thạch hạo run rẩy hắn cảm thấy đau đớn không biết vì sao tim lại đập thình thịch cả lên xảy ra chuyện gì rồi nguyên thần của ta không có bị hao tổn mà sao lại thế linh hồn của hắn rung động tựa như đã phát sinh chuyện đáng sợ nào đó ở trên cơ thể chẳng lẽ là do cơ thể của ta nhiều năm rồi nên đã thối rửa trong lòng thạch hạo chấn động trong cảm nhận của hắn thì tựa như đã trôi qua ngàn năm vạn năm vậy màn đêm ăn mòn nên khiến hắn sinh ra ảo giác như vậy phá, Thạch Hạo oanh kích nhà giam tối tăm này, ánh sáng lại xuất hiện, nơi đây vặn vẹo, hư không bị xé rách, hắn gần như thoát vây rồi, nhưng có một điều phiền phức duy nhất chính là, hắn không biết trở lại bằng cách nào, không cách nào tìm được được về, tối tăm vô biên, đâu là đường về, dòng sông kia vẫn chảy, từng ngôi nhà giam tăm tối vẫn bồng bẫy, hắn muốn tìm được đường về thì cũng không biết tốn bao nhiêu thời gian nữa, bên ngoài, trong lòng núi, kỳ lạ thật, nguyên thần của hắn đi nơi nào rồi, làm sao lại không thấy, rất nhiều người đều biết được tình huống này, nên vô cùng giật mình, ai nấy đều đề phòng cả giống như trong truyền thuyết thân thể của hắn đã đắc đạo tu ra tiên khí thế nhưng sắp sửa thành công thì lại mất đi nguyên thần trong đám dân bản địa trợt có người lên tiếng chính xác ở tiên cổ cũng từng có người như thế hơn nữa đều là những kỳ tài ngút trời vô cùng ghê gớm siêu phàm nhập thánh người như thế muốn càng ngày càng mạnh mẽ hơn nên suốt ngày bế quan trong mật thất kết quả thân thể bị bỏ không nguyên thần chẳng còn người như thế cũng không phải chỉ có một trường hợp đại sư trận pháp nói mọi người nghe thế thì biến đổi sắc mặt chuyện như vậy quá kỳ lạ và hơi khó tin đồng thời đám người này cũng thán phục không thôi hoang quá lợi hại có thể sánh vai cùng với những kỳ tài trên một kỷ nguyên được trời cao chiếu cố kia ta rất tò mò nếu bế quan ở trong mật thất vậy thì nguyên thần sẽ đi nơi nào dù là có chết đi nữa thì cũng phải lưu lại những mảnh vỡ của hồn phách chứ có người nói ra nghi vấn của mình Chư vị, xin hãy lui lại một chút, để ta thử nghiệm xem, có tìm thấy mảnh vỡ nguyên thần của hắn xung quanh đây hay không? Cổ thánh tử nói, tất cả mọi người đều dùng mình, thần miếu đã tồn tại cùng thế gian, bọn họ nắm giữ cửu thiên thập địa kinh, được xưng là truyền thừa cao nhất trên thế gian, chỉ có vài loại thiên công, mới có thể ngang bằng được, không cách nào tưởng tượng, cổ thánh tử ngồi xếp bằng. Cách thân thể của Thạch Hạo một khoảng, sau đó miệng bắt đầu tụng kinh, từng ký hiệu thần bí tỏa ra và tiến vào hư không, đây tựa như là một khúc gọi hồn, mà cũng như là một khúc ca chấn hồn, thứ này xông lên cửu thiên, nhập xuống cửu u, không viễn không giới. Chân kinh này cổ xưa và thần bí, nắm giữ lực xuyên thấu kinh người, nó tiến vào hư không, dù là trên trời hay dưới đất, bất kể là trời cao hay là nơi cửu u thì tựa như đều có thể tiến vào, trong miệng của cổ thánh tử bay ra từng ký hiệu thần bí vô cùng rực rỡ, tựa như là những chữ cái được tạo thành từ kim loại, rồi sau đó chìm vào trong hư không, đây là thanh âm gì thế? Những ký tự kỳ dị này hợp lại với nhau, như muốn hoán hồn vậy, Thạch Hạo kinh ngạc, trong bóng đêm, hắn một mình đứng thẳng tìm cách trở về, nguyên thần của hắn mạnh mẽ kinh người, nên đã xuyên thủng nhà giam thoát vây ra ngoài, lúc này, chợt nghe được âm thanh kỳ dị kia, nhìn thấy những ký hiệu mơ hồ ấy, thì bản thân liền giật nảy mình. Thạch Hạo cất bước tiến về nơi ngọn nguồn của những ký hiệu thần bí kia, hắn muốn xem rõ thứ đó là thứ gì. Bên ngoài, trong lòng núi, tất cả mọi người đều yên lặng nhìn cổ thánh tử tụng kinh, hắn với dáng vẻ trang nghiêm, phù văn lít nhít trong hư không, ánh sáng như ngân hà buông xuống, ha 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 quân đạo đang cười và cũng có chút lạnh lẽo đầy cay nghiệt thêm chút vẻ hờ hững nhìn thi thể của thạch hạo lúc này hắn vẫn cầm chiến mâu tuy rằng không có hủy diệt thân thể của thạch hạo nữa thế nhưng vẫn còn chọc thùng cơ thể ấy hắn lẳng lặng đợi xem kết quả cuối cùng giờ khắc này ai cũng biết thân thể của thạch hạo còn quý báu hơn cả thần dược một khi đoạt được bộ sắc này thì sẽ có vận may kinh thế sẽ sở hữu hai luồng tiên khí có thể gọi tàn hồn của hắn a à, có cần phải vậy không có người thì thầm cần chứ giết một bộ thi thể như vậy thì có ích lợi gì chứ chẳng hề có cảm giác thành tựu gì ta nghĩ nếu sau khi bắt giữ được một chút thần thức tan nát của hắn sau đó hắn biết kết quả như vậy thì vẻ mặt sẽ ra sao quân đạo cười lớn đầy lạnh lẽo trong hư không thạch hạo từng bước tiến tới truy tìm con đường về vốn là theo như suy đoán của chính hắn muốn trở về thì cần phải tốn thời gian rất dài nhưng không nghĩ rằng lại sớm nhìn thấy ánh sáng như vậy xuyên qua hư không mơ hồ kia hắn như sắp bước khỏi nơi u tối này hả giây lát thạch hạo trượt cảm ứng khoảng cách giữa mình với thân thể rất gần có thể nhận biết được tất cả lập tức hắn hiểu rõ toàn bộ mọi chuyện nên trở nên vô cùng tức giận ầm không tự chủ trong nháy mắt khi hắn bước ra khỏi màn đêm u tối kia khi nguyên thần của thạch hạo trở lại trong đầu lâu trở về với thân thể của mình thì cơn đau nhức lan tỏa khiến hắn hét dài không thôi phút chốc hắn mở mắt thì hai tay nắm chặt thanh chiến mâu đang ghim chặt nơi lồng ngực của mình ánh mắt hắn rực rỡ như mặt trời ban trưa cùng với vô số lửa giận và sát ý bùng phát ngươi quân đạo khiếp sợ thân thể của hắn chợt run lên đây không phải là tàn hồn giết tóc dài của thạch hạo múa tung trùm sáng trong con ngươi vô cùng kinh khủng hắn nhanh chóng xuất thủ về phía quân đạo, sống, hắn vẫn còn sống, quân đạo hét lớn cảnh báo mọi người, và cũng là muốn mọi người hỗ trợ hắn, dù cho hiện giờ mũi mâu vẫn đâm xuyên cơ thể của Thạch Hạo, thế nhưng trong lòng vẫn vô cùng sợ hãi, khí tức hiện giờ của Thạch Hạo rất đáng sợ, tựa như là một con hung long hình người rời khỏi hang, con mắt lạnh lẽo lóe lé lên ánh lửa, tựa như có thể đốt trụ trời xanh, Thạch Hạo hét lớn một tiếng tựa như sấm nổ, cả người đang ở giữa không trung nên lập tức dùng thần âm công kích cả người quân đạo lắc lư tựa như bị xét đánh sắc mặt tái nhợt ầm ầm âm, âm thanh cứ như là một cơn lũ bất ngờ ập tới khí lưu do thạch hạo hét thật lớn kia hóa thành những gợn sóng ngập trời sóng khí trắng xóa bốc lên tựa như là một ngọn núi lớn đập tới quân đạo hự một tiếng rồi há miệng ho ra đầy máu tươi rất khó mà tưởng tượng được kẻ địch này mạnh tới mức nào chỉ há miệng hét một tiếng mà lại khiến người khác rung lên bần bật quân đạo dùng hai tay nắm chặt chiến mâu ánh mắt lạnh lẽo chấn mạnh binh khí hắn cũng chẳng thèm quan tâm tới lời khuyên vừa nãy của vị đại sư trận pháp trước mặt kia thân thể này dù cho có quý hơn đi nữa thì cũng không thể lưu keng thanh chiến mâu bạc phát sáng hai cánh tay của hắn chấn mạnh hòng làm nổ tung cơ thể của thạch hạo lúc này hắn vận dụng toàn bộ sức lực xoẹt nhưng thạch hạo chỉ cần dùng một tay nắm chặt thanh chiến mâu thì đã ngăn cản được phù văn đang bùng phát để hủy diệt cơ thể của chính mình kia còn một tay kia thì hắn giơ lên thật cao rồi chém mạnh xuống một luồng sáng chói mắt phát sinh bàn tay của hắn tựa như là một thanh thiên đao keng chặt đứt thanh chiến mâu bạc này, bịch, Thạch Hạo vững vàng đáp xuống mặt đất, sau đó dùng tay chộp về trước, tất cả mọi việc đều xảy ra trong chớp mắt, quá nhanh khiến người khác không cách nào phản ứng kịp, không ai có thể nghĩ Hoang vẫn còn sống, chuyện gì đang xảy ra vậy, rõ ràng Hoang đã chết, mi tâm bị xuyên thủng, trái tim cũng bị chiến mâu phá nát thế nhưng lại có thể tỉnh lại, muốn nghịch thiên à, sự phục sinh của Hoang khiến nơi đây đại loạn, tất cả mọi người đều nhao hết cả lên, chỉ trong chớp mắt mà hắn đã thể hiện được sự cường thế của mình nếu để hắn khôi phục lại thì sẽ tới mức nào nữa chứ có thể rất nhiều người ở nơi này đều sẽ chết cho nên ai nấy cũng đồng loạt xuất thủ quân đạo cực tốc lùi lại hắn biết mình không phải là đối thủ của thạch hạo dù cho hoang đang dạn nứt cả thân thể trọng thương tới mức gần như đang hấp hối đi nữa nhưng dù sao cũng đã tu ra hai luồng tiên khí hai bên không thể ngang hàng hai luồng tiên khí đây tuyệt đối là một thần thoại vô địch khó mà tưởng tượng được một khi truyền đi thì sẽ chấn động mười phương, huy hoàng tới cực điểm, nhưng mà, tốc độ của Thạch Hạo lại càng nhanh hơn, nơi đó xuất hiện một dãy bóng mờ lóe lên rồi biến mất, hắn nhanh chóng đuổi theo, những người khác cũng đã xuất thủ nhưng tốc độ lại không theo kịp hắn, toàn bộ đều đánh vào hư không, tại sao lại gọi tàn hồn về chứ? Vào đúng lúc này thì Quân Đạo vô cùng hối hận và tức giận, sinh ra oán niệm với cổ thánh tử, không ngờ lại cứu sống tên sát tinh này, chuyện này quả thật chẳng biết nói gì hơn, hắn ước rằng hiện giờ có thể một đao chém chết kẻ liên minh này, còn đi đường nào nữa chứ? Thạch Hạo hét lớn một tiếng rồi xuất hiện bên cạnh Quân Đạo, hắn tựa như là một luồng sáng di động nhanh tới mức cả thân thể đều mờ ảo giết quân đạo hét lớn hắn dùng mọi khả năng vận dụng toàn bộ sức mạnh phù văn liên miên bao phủ toàn thân từ đầu tới chân đều được che kín tựa như đang thiêu đốt vậy hắn vận dụng sức mạnh cực hạn nhất hòng chặn lại thạch hạo và chờ cứu viện muốn giữ một khoảng cách nhất định với tên sát tinh này chỉ cần gắng gượng thêm chút nữa là có thể sống ầm um, vô tận phù văn hùng hực tỏa ra đây chính là thần thông quân thiên thuật của hắn được xưng là ngay cả trời cũng có thể suy tính lôi đình vạn quân thần uy không thể lường thứ này hình thành nên một luồng sóng khí rồi hóa thành một chùm sáng đáng sợ bao phủ về tám hướng bốn phương, lập tức ngay tại chỗ đó có rất nhiều người bay ngược ra sau, bị luồng chấn động này chấn chói đầy máu, thân thể té tua rách nát, đây là thần công cao cấp nhất, công phòng cùng nhau, không gì không thể xuyên thủng, một chùm sáng phủ lấy quân đạo tựa như là một vầng mặt trời, hắn ở trung tâm, sáng rực và chói mắt, ầm, ừ, nhưng mà, một tiếng vang nhỏ truyền ra, một cánh tay cứ thế mò thẳng vào trong màn ánh sáng một cách dễ dàng, quân thiên thuật này đã mất đi hiệu lực, không cách nào ngăn cản được cánh tay phải này của Thạch Hạo, thần sắc của hắn mang theo vẻ lạnh nhạt cứ thế phá tan thần thông quân thiên thuật siêu tuyệt này, cái gì? Quân đạo đại biến, gân xanh nổi đầy trên trán, mồ hôi ướt nhẹp sau lưng, phá, hắn hét lớn đồng thời xoay tròn mâu gãy kia để đón đỡ, thứ này tựa như là một vầng mặt trời nhỏ đập xuống, phù văn sôi trào, răng rắc, việc khiến hắn kinh sợ chính là, cánh tay đang được tiên khí quấn quanh của Thạch Hạo lại đập nát thanh mâu gãy này, sau đó chộp thẳng về phía hắn, không cách nào ngăn cản được, quân đạo sợ hãi nên nhanh chóng dùng tay đỡ lấy, đồng thời đánh ra một quyền mạnh mẽ vô cùng, ầm, um, Thạch Hạo dùng tay phải giò tới trước rồi chụp lấy nắm đấm của hắn. Tiếp đó hơi dùng sức, rốt một tiếng, thanh âm này khiến hàm răng của mọi người tê dại, lông tơ dựng đứng, khó mà tiếp nhận được. Tất cả mọi người trợn tròn hai mắt, những người phía sau nhao nhao dừng lại, bởi vì tình cảnh vừa rồi quá đáng sợ. Quân Đạo hét thảm một tiếng, vẻ mặt chẳng còn chút màu máu, nắm đấm kia đã biến hình sau khi bị Thạch Hạo nắm chặt lấy thì tựa như cây hạnh đào bị bẽ gãy nát, sức mạnh này đáng sợ tới cỡ nào, một quyền mạnh nhất của một vị quái thai cổ đại lại bị hóa giải như thế, nắm đấm bị bóp nát, việc này khiến mọi người đều trắng xám mặt mày, Quân đạo hét lớn, nắm đấm ấy thiêu đốt, đồng thời liều mạng hòng thoát khỏi Thạch Hạo, hắn không tiếc tự đoạn cánh tay và muốn cho thứ này nổ tung để làm trọng thương đối phương, Thạch Hạo bỏ qua nắm đấm, rồi nắm tiếp về phía cánh tay của hắn, không, quân đạo hoảng sợ, nhanh chóng chấn động cánh tay, miệng thì tụng thần chú để ra chỉ bản thân, đồng thời khống chế phù văn nơi cánh tay va chạm với thạch hạo, rắc, tiếng vang giòn tan lại xuất hiện, cũng đáng sợ như trước, rõ ràng lại có xương gãy, bụp, tiếp theo, chuyện càng đáng sợ hơn lại diễn ra, thạch hạo chỉ hơi dùng lực một chút, thì đã kéo đứt cánh tay của quân đạo khỏi bả vai, máu tươi xối xả cảnh tượng đáng sợ, sau đó hắn ném cánh tay này xuống mặt đất, quá cường thế, cứ như là một ma vương đang chụp chặt lấy một người dơm, và rồi dễ dàng kéo rách cánh tay của tên này, cơ bản chẳng mất chút sức lực nào. Ầm, um, Thạch Hạo nắm ngay cổ hắn rồi nhấc bổng lên. Tới lúc này thì hắn mới dừng tay, ánh mắt lạnh lùng quan sát tất cả mọi người. Quân đạo dãy dụ thế nhưng lại chỉ biết bó tay chịu chói, không hề có bất gì tác dụng gì. Trên người Thạch Hạo có hai luồng tiên khí quấn quanh nên hắn vạn pháp bất xâm. Thời khắc này, mọi người đều chấn động, ai nấy đều dừng lại và nhìn về phía hắn. Quá mạnh mẽ, đây là người đã tu ra hai luồng tiên khí ư? Ngạo thị cổ kim, huy hoàng tới cực điểm, ai cùng so tài, không nên gọi hồn, không nên làm như thế có người run giọng nói hành động này tựa như mở ra cánh cửa địa ngục và thả ngay một tên ma thần khiến người người sợ hãi một cảm giác vô lực tự giác sinh ra trong lòng tất cả mọi người sắc mặt của rất nhiều người trắng bệch và đồng thời chẳng biết nói gì nữa có thể nói là tự tìm chết vốn thân thể của hoang đã tịch diệt bất động mất đi nguyên thần thế nhưng cổ thánh tử lại triển khai cử thiên thập địa kinh để gọi hắn trở về vì sao lại như thế vừa nãy nguyên thần của hắn ở nơi nào nhiều người tràn ngập vẻ không cam cổ thánh tử cay đắng và chẳng biết nói gì cho phải còn những nhân vật trọng yếu khác Ví như là đám quái thai cổ đại của Thiên Quốc cũng là như thế, vốn ý định của bọn họ là muốn tìm hiểu tàn hồn của Thạch Hạo ở nơi nào, và rồi mở ra bí mật bị lãng quên của Thiên Cổ, bởi vì nghe người bản địa nói rằng, ở trên một kỷ nguyên trước, từng có thiên tài hiếm có trên đời cũng đã xảy ra tình huống tương tự, cũng tu ra luồng tiên khí thứ hai, thế nhưng nguyên thần lại chẳng thấy đâu, cổ thánh tử nắm giữ Cửu Thiên Thập Địa Kinh, được xưng là truyền thừa cao nhất nên có thể gọi hồn kết quả trở về không phải là thần thức vỡ nát, mà là một nguyên thần hoàn chỉnh. Thạch Hạo nghe thấy những tiếng gào hét đầy tức giận, cùng với những lời bàn luận của đám người, thì đã biết chuyện gì đã xảy ra. Lúc này cũng chỉ nở nụ cười tươi nói, cảm ơn. Thời khắc này, cổ thánh tử thiếu chút nữa đã học máu, tính tình của hắn không tính là nóng nảy, thế nhưng hiện giờ lại muốn hét lớn, bởi vì quá uất ức, lại giúp địch sống lại, chuyện gì cũng phải từ từ. Xin hãy thả quân đạo ra, có người cầu tình, tất cả đều do cửu thiên thập địa kinh thôi. Vương giả cổ đại của thiên quốc lẩm bẩm. Hắn cảm thấy quá uất ức, kết quả này quá nguy hiểm, không tìm đường chết thì sẽ không phải chết thạch hạo lạnh lùng nói câu này vừa ra thì huyết dịch trong cơ thể của đám cổ thánh tử cuộn trào tựa như là sông lớn hét gào thế nhưng lại không cách nào mở miệng được hoang quân đạo cắn răng hiện giờ đã rơi vào tay kẻ địch nên hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã dù nói gì đi nữa thì hắn cũng từng là vương của cổ đại thế nhưng không ngờ lại đi tới bước này bộ ngực của thạch hạo chập trùng thân thể của hắn đau nhức nơi trái tim bị chiếm mau đâm nát thì thương thế vô cùng nghiêm trọng cũng may là hắn đã tu ra hai luồng tiên khí nên hoàn toàn khác với tất cả mọi người dùng mau nhấc bổng ta lên cao, ngươi là người thứ nhất, lên đường thôi, hắn khẽ nói đồng thời ra tay với quân đạo, quân đạo hét lớn, cả người thiêu đốt, hắn không muốn chết, nên ra sức dễ dụa, cuối cùng hắn muốn ngọc đá cùng vỡ, muốn tự bỏ thân thể, nhưng tất cả cũng chỉ là phí công mà thôi, thạch hạo cũng không hề mất quá nhiều công sức, trước tiên là hắn nắm chặt lấy thân thể của tên này, rồi dùng sức xé mạnh tựa như là xé thuyền giấy, chỉ chốc lát thì đã chia năm xẻ bảy, bục, sau cùng. Thạch Hạo rút mũi thương gãy trên người ra, rồi đâm thẳng vào mi tâm của Quân Đạo, cái chết của Quân Đạo hoàn toàn khác Thạch Hạo, hắn không có ai dẫn dắt trở về, bởi vì nguyên thần của hắn đã bị giết chết, tình thế nghịch chuyển một cách nhanh chóng, khiến mọi người tặc lưỡi, mới vừa rồi quân đạo còn dùng chiến mâu bạc này đâm thẳng vào hoang, nhưng giờ quân đạo lại chết, và hoang lại phục sinh, hả, mi tâm của thạch hạo nhíu lại, nguyên thần của hắn giờ mạnh tới mức khó mà tin được, trong lòng thạch hạo chợt sinh ra một ý nghĩ, rồi phát hiện tên đại sư trận pháp kia đang âm thầm di chuyển để bố trí trận kỳ một luồng ánh sáng lóe lên thạch hạo chỉ để lại một chuỗi bóng mờ còn bản thân thì lao vụt tới ngăn hắn lại vương giả của thiên quốc hét lớn ra lệnh mọi người ngăn hắn lại rất nhiều sinh linh vọt lên bao gồm cả dân bản địa nhất định phải để cho đại sư trận pháp có thêm chút thời gian thì mới có thể dùng trận pháp để giết chết hắn cờ lớn phần phật thủ đoạn của vị đại sư trận pháp này rất kinh người lập tức hắn đứng ngay tại chỗ lấy ra hàng loạt trận kỳ sát quang cuồn cuộn nhưng mà bục mọi nỗ lực của hắn đều uống phí cả tốc độ của thạch hạo nhanh tới mức khó tin hai luồng tiên khí quấn quanh bao trùm lấy hắn chớp mắt thì đã tới sát bên cạnh một trưởng đao xẹt qua đầu lâu của tên đại sư này bay xéo sang bên huyết dịch tuôn trào Thạch Hạo cũng không hề ngừng lại, mà nhắm ngay về phía vương giả của Thiên Quốc, chính tên này đã dùng đại kiếm đâm thẳng mi tâm của hắn, quái thai cổ đại của Thiên Quốc dựng đứng cả lông tơ, trước kia hắn luôn luôn là đi giết kẻ khác, thế nhưng hiện giờ hại lại cảm thấy mình như là một con mồi, bị người khác nhìn chằm chằm vậy, kinh văn dung trời, cổ thánh tử ngồi xếp bằng, trong miệng hắn lẩm bẩm cửu thiên thập địa kinh ra tay ở nơi xa, hòng trấn áp Thạch Hạo, trước đây không lâu, hắn đã dẫn dắt nguyên thần của Thạch Hạo trở lại, đó chính là một sai lầm vô cùng lớn, hắn muốn sửa chữa sai lầm này, hư, Thạch Hạo cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, đối với trùng trùng lớp, lớp lớp âm thanh kinh văn đang lao tới kia, trong tiếng hừ lạnh này ẩn chứa nguồn sức mạnh thần thức vô cùng mạnh mẽ, sợ còn kinh khủng hơn kinh văn này nhiều, thân thể của cổ thánh tử dung bần bật, mi tâm của hắn dạn nứt và có dòng máu đỏ sẫm chảy ra, cả người lắc lư không thôi, lực nguyên thần này mạnh tới cỡ nào chứ, chỉ thiếu chút nữa thì hắn đã tiêu tán rồi cháy thạch hạo lại hét lên một tiếng tựa như là xét đánh nổ tung trong hư không xung quanh có rất nhiều người bị chia năm xẻ bảy đồng thời một luồng thần thức nghiệm vô cùng mạnh mẽ kéo tới khiến cho vết nứt nơi mi tâm của cổ thánh tử càng rộng hơn máu tươi càng chảy nhiều hơn việc này làm cho mọi người chấn động nguyên thần lực như vậy chỉ cần đấm đá tứ tung thì cũng đã đủ để sát thương đại địch rồi đáng sợ tới vô biên keng giữa sân thạch hạo dùng hai tay kẹp chặt lấy thần kiếm tích huyết của vương giả thiên quốc kia sau đó chấn mạnh khiến thanh kiếm này ngân vang gần như bị bẻ gãy chém vương giả của thiên quốc hét lớn hắn là một liệp sát giả luôn luôn ẩn thân trong bóng tối thế nhưng hiện tại lại bị ép tới một nước này không thể không chống đỡ trực diện được két tiếng vang giòn dã truyền tới thanh thần kiếm tích huyết kia là một thần vật siêu phàm thế nhưng lại bị hai tay của thạch hạo xoắn gãy nơi hai tay của hắn có một luồng tiên khí quấn quanh việc này mọi người chấn kinh như vậy còn đánh làm sao nữa người ta đã tu ra hai luồng tiên khí quả thật không thể chiến thắng, không thể đứng ngang được. Ẩm, um, Thạch Hạo liên tiếp xuất thủ, pháp ấn thi triển, phù quang ngập trời, vương giả cổ địa của Thiên Quốc vận dụng tất cả các đại thuật sát sinh của mình để chống đỡ, trên người hắn cũng lượn lờ một luồng tiên khí. Ẩm, um, nhưng hắn cũng không cách nào đỡ được một nhân vật tuyệt thế, đã tu ra hai luồng tiên khí, cho nên cả người hắn bị đánh bay, đâu đâu cũng là vết thương, tựa như là một bức tượng sứ vô cùng tinh xảo rớt ẩm xuống mặt đất, những đường nứt dày đặc trên thân, bụp, một lát sau, vương giả của thiên quốc dính phải một đòn lôi đình của Thạch Hạo, thì thân thể vỡ nát, bắt đầu từ dưới chân lần làn lan lên trên nửa người, máu me đầm đìa, đầu lĩnh của thiên quốc được coi là một trong những người nguy hiểm nhất, ẩn trong bóng tối, tay nắm sát kiếm đẫm máu, ám sát quần hùng trong thiên hạ, vậy mà giờ này lại đang gặp nạn, hắn gầm nhẹ, đồng thời cố hết sức điều khiển bí pháp thiên quốc, huyết quang sáng rực cả người, ngăn cản sức mạnh thần thánh kia, hòng bảo vệ bản thân, nhưng mà, một đòn của Thạch Hạo lại kèm theo hai tia tiên khí, thương tổn mà nó tạo thành không thể nào tưởng tượng được căn bản không có biện pháp nào để áp chế thứ này từ từ lan tràn về trước không hề có xu thể dừng lại không chỉ hai chân hắn vỡ tan mà đã lan đến tận đầu gối rắc hai cái xương bánh chảy lòi ra ngoài vết thương chẳng chịt và tiếp tục lan lên trên tốc độ lan tràn nhanh đến mức khiến người ta không kịp phản ứng vương giả cổ đại của thiên quốc sắp mất hai chân cảnh tượng này quả thật vô cùng đáng sợ nơi đó có một màn mưa máu tản ra trong vẻ lạnh lẽo còn mang theo mùi máu tanh a à, trí tôn ám sát hét lớn và hiện nguyên hình một bóng người mơ hồ từ trong hư không xuất hiện hắn có mái tóc dài màu đỏ sậm tay cầm thanh sát kiếm hắn dùng hết toàn lực điều khiển một tia tiên khí của bản thân để ngăn cản hòng bảo vệ thân thể nhưng tia tiên khí của hắn bị đánh tan và nhanh chóng tản ra rồi quay về lại nửa thân trên căn bản không ngăn được sức mạnh của hai tia tiên khí tranh lệch đôi bên quá lớn phụt hai bắp đùi của hắn cũng bắt đầu nổ tung từng chút một rồi hóa thành mưa máu ánh đỏ bắn ra đó là tinh hoa máu huyết có thần lực mạnh mẽ thế nhưng lúc này cũng chỉ có thể tán loạn vương giả thiên quốc nhìn như một tên ác ma đôi mắt màu bạc thỉnh thoảng tỏa ra huyết quang trong con ngươi hiện lên hình ảnh thay chất thành núi, máu chảy thành sông, hắn đã không còn lựa chọn, đối mặt với đòn đánh mạnh nhất của Thạch Hạo, thì hắn không cách nào ngăn được, ánh mắt lúc này lạnh lẽo vô tình rồi khoác tay, xoạt, hắn dùng tiên khí bao lại bàn tay của mình rồi chém về trước, máu tươi bắn lên, màu đỏ nhuộm tận hư không, nơi đây trở thành một nơi vô cùng kinh khủng, hắn không chỉ tàn nhẫn với kẻ địch, mà còn độc ác với chính mình, tiên khí lượn lờ trên cánh tay, làm cho nó trông như một thanh sát kiếm vô cùng sắc bén, cắt đứt hai chân của mình, ngăn lại chuyển biến xấu của cả cơ thể, người thật quyết đoán thạch hạo bình tĩnh nói rồi bước tới một bước trong lòng núi nổi lên tiếng sấm mây gió biến đổi tiếp tục đánh tới đầu lĩnh sát thủ thiên quốc nhanh chóng lùi lại mái tóc dài màu đỏ đậm trên nửa thân còn lại tung bay con người lạnh lẽo vô tình không nói một câu đến lúc này mọi người mới thoát ra khỏi cơn kinh sợ chiến đấu vừa rồi diễn ra quá nhanh vô cùng kinh người ai cũng không phản ứng kịp trời ơi trí tôn sát thủ lại bị ép đến tình cảnh này thân thể bị tổn hại bị người chém đứt chỉ còn một nửa mà thôi tất cả đều ngây người vương giả thiên quốc được mọi người trong thiên hạ xưng là kỳ tài ám sát lại mất đi nửa thân thể tình huống rất nguy kịch vị trí tôn sát thủ này mặc dù không địch lại thì vẫn có thể ẩn trong bóng tối giết người xưa nay đều không chịu thiệt nhưng hôm nay vậy mà lại bị thương nặng như vậy có thể lùi đến đâu thạch hạo mở miệng liếc nhìn hắn đồng thời bước nhanh tới lúc này cảm giác xung quanh tựa như có vật đổi sao rời thời gian ngừng trôi pháp tắc bao phủ thân thể hắn phát sáng thần bí và siêu nhiên đang nhanh chóng tới gần trí tôn sát thủ đột nhiên thạch hạo rên lên nơi trái tim và mi tâm có máu chảy ra lúc hắn vượt ải thì đã bị thương nặng thân thể chia năm xẻ bảy, mà sau khi nguyên thần rời khỏi thân thể, càng là bị vương giả thiên quốc và quân đạo đánh lén, mi tâm của hắn bị đâm thủng, trái tim lại bị phá nát, nếu là người bình thường, khi xương sọ bị đâm xuyên qua, thì thần hồn chắc chắn sẽ tiêu diệt, cái chết là điều đương nhiên, lúc trước, thần hồn của Thạch Hạo rời khỏi thân thể, và giờ đã khôi phục lại, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng các loại ẩn thương lúc này bắt đầu phát tác ra hết, vốn lúc đang bế quan thì thân thể hắn đã dạn nứt, thế nhưng lại được hai tia tiên khí mạnh mẽ quấn lại với nhau, mới không bị tan rã. Bây giờ những vị trí này không ngừng chảy máu như muốn chia lìa, Tất nhiên, nghiêm trọng nhất vẫn là nơi lồng ngực, trái tim đã không còn mà chỉ còn một đống bầy nhầy, hắn cần khống chế pháp lực để kéo căng thân thể, trái tim đã không còn, thì chỉ có thể dựa vào pháp tắc để rút lấy sức mạnh của máu thịt bù vào, đây là một gánh nặng rất lớn đối với thân thể, nguyên thần là hy vọng, là thứ có thể siêu thoát, nhưng thân thể là gốc rễ, dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể bỏ đi được, phụt, tại vị trí trái tim, máu phun thành vòi xa tới mấy trượng, khó có thể cầm lại, chính là lúc này ra tay, đầu lĩnh sát thủ thiên quốc quát lên, hắn vẫn rất bình tĩnh, mặc dù mất đi hai chân, nhưng không hề tuyệt vọng, vẫn đang chờ đợi cơ hội. Mọi người kinh ngạc và nghi ngờ không thôi, mặc dù thạch hạo bị thương nặng, thân thể với chẳng chịt vết rách, tựa như đồ sứ lúc nào cũng có thể vỡ nát, thế nhưng sức chiến đấu vẫn còn nguyên như cũ. Cách đó không xa, cổ thánh tử hưởng ứng, miệng vẫn đang ngâm tụng chân kinh. Lúc này âm thanh càng lớn hơn, rồi hóa thành từng vệt sáng lao về Thạch Hạo, kinh văn chấn động đất trời, cửu thiên thập địa kinh phát uy, lan tràn khắp nơi, từng chữ màu vàng đè ép hư không, chấn phong Thạch Hạo ở nơi đó ha ha ha, Thạch Hạo cười gần, mặc dù thân thể hết sức tồi tệ, nhưng vẫn không chút e ngại, hắn đấm ra một quyền phá nát kinh văn, rồi lao tới giết đầu lĩnh sát thủ Thiên Quốc, chấn áp, một chùm sát quang vụt lên, vương giả Thiên Quốc thét dài, khống chế một cây bạch cốt phiên, mang theo vô tận sát khí cùng hồn lực ép tới trước, hắn chỉ còn lại nửa thân thể nên đã bị ép tới đường cùng, hoang thật quá đáng sợ, không cách gì có thể cản lại, hắn phải dùng đến thủ đoạn mạnh mẽ nhất, bạch cốt phiên này là một bí bảo vô cùng mạnh mẽ, đã được ngâm trong huyết dịch của vô vàn sinh linh, cùng với việc đã luyện hóa rất nhiều linh hồn vào trong, lúc phát lên liền làm trời long đất lở, quỷ khóc thần gào, ầm, ờ, ngọn núi này nổ tung, mặc dù trong lòng núi vẫn còn nhiều tàn trận, thế nhưng giờ phút này cũng sụp đổ hoàn toàn, trong chớp mắt, đá vụn bay lên xuyên thẳng vào tầng mây, đá tảng lăn lông lốc, bụi mù khắp nơi, sâu trong dãy núi hoàn toàn rối loạn, các loại chim thần và hung thú đều nhìn sang, bạch cốt phiên kia mang theo dấu ấn mạnh mẽ nhất của thiên quốc, phù văn cuồn cuộn ép xuống thạch hạo, đằng sau nó, hài cốt như núi, mấy ngàn dòng sông máu, mênh mông vô hạn chút xuống cùng với bạch cốt phiên, phong tỏa toàn bộ phương vị của thạch hạo, còn không ra tay. Chờ đến lúc nào nữa hả? Đầu lĩnh sát thủ Thiên Quốc quát lên, giờ phút này, những người đi theo điều giật mình tỉnh lại đồng thời lấy ra các loại bảo cụ, phù văn đếm không hết nằm dày đặc, toàn bộ quét tới như một cơn bão, bao trùm cả vùng núi loang lổ này, ầm, tiếng nổ vang rền phát ra từ tiếng phù văn va chạm vang lên, tiếng bảo thuật chấn động, tất cả cộng hưởng cùng với nhau, thân thể Thạch Hạo tuy dạn nứt và máu tươi chảy dài, nhưng hắn tựa như một con rồng hung dữ đang rời hang, đánh đâu thắng đó, hắn nhảy lên, đánh ra một bảo thuật, phù văn lờ mờ tung bay khắp trốn, bảo thuật thượng thương và luân hồi kết hợp lại với nhau, hóa thành ánh sáng chói lọi, quét ngang quần địch, phụt, máu bắn tung tóe, từng thi thể cường giả rơi dụng, trước khi chết đi, trên mặt còn tràn ngập sợ hãi và hối hận khôn cùng, dù hoang bị thương nặng đến mức gần như hấp hối, cũng không phải là người mà bọn họ có thể lay động được, trong chớp mắt, năm, 60 người liền bỏ mạng, răng rắc, Thạch Hạo tay cầm tiên kiếm chém mạnh về trước phá nát trùng huyết quang kia, sau đó trấn áp luôn ngọn thi sơn lao tới cùng Bạch Cốt Phiên đó. Soạt, tiên kiếm đại la rời khỏi tay, từ trên trời lao xuống chấn áp núi thây và biển máu, nơi đó lập tức tan vỡ. Cùng lúc đó, chân thân thạch hạo tiến tới, hai tay kết ấn, hai tia tiên khí quấn quanh mười ngón tay, rồi tất cả đều đánh lên trên bạch cốt phiên. Trong nháy mắt, tất cả linh hồn cùng bật lên tiếng rên, tinh lực ngập trời sụp xuống, biến mất không còn tăm hơi, răng rắc, trên bạch cốt phiên hiện lên vết rách. Đây là một pháp khí siêu việt cấp thần linh, là binh khí cực hạn có thể từ ba ngàn châu mang vào trong di tích tiên cổ này. Nhưng mà thứ này hiện giờ lại bị phá hủy, không phải bị tiên kiếm đại la phá hủy mà là bị pháp ấn được hai tia tiên khí quấn quanh của thạch hạo đánh gãy còn trốn đi đâu thạch hạo nhìn chằm chằm đầu lĩnh sát thủ rồi lạnh lùng nói cùng lúc đó hắn nhẹ nhàng đánh ra một quyền lúc này thi thoảng có thể thấy được mảnh vỡ thời gian đó là luân hồi quyền đã hoàn thành bước lột xác đầu tiên sau khi trải qua mật thất mười trượng và nhà giam u tối trước đó không lâu luân hồi không chỉ là giả nua suy yếu mà còn là mảnh vỡ thời gian đang bay tán loạn vô cùng yêu diễm và sán lạn đầu lĩnh sát thủ dùng hết khả năng thiêu đốt chính mình để chống lại bảo thuật siêu tuyệt này của thạch hạo đáng tiếc vẫn không được hắn bị cú đấm này đánh trúng bảo thuật bản thân tán loạn và nổ tung nửa thân thể còn lại cũng dạn nứt hóa thành những mảnh vỡ hà thạch hạo kinh ngạc hắn nhìn thấy một cánh cửa mơ hồ chợt lóe lên các mảnh vụn máu thịt và nguyên thần của đầu lĩnh sát thủ muốn vọt vào trong không gian mặt kính cửa thần mở ra nguyên thần kia ngâm lên một câu thần chú có thể thấy được hắn muốn tái tạo lại thân thể ở bên trong mặt kinh kia và từ đó sẽ trốn khỏi nơi này hết lần này đến lần khác nhằm vào ta còn muốn chạy trốn hôm nay vĩnh viễn ở lại đây đi thạch hạo nói vẫn một quyền như cũ mảnh vỡ thời gian bay lượn, một tiếng bùm vang lên, mặt kính kia nổ tung, cùng lúc đó, máu thịt và nguyên thần của đầu lĩnh sát thủ cũng vỡ ra, muốn hóa thành hàng vạn đốm sáng bỏ chạy, vù, hai tay Thạch Hạo kết ấn, hóa đất trời thành một cái lò, đây là thủ đoạn hắn sử dụng lúc bế quan, vốn là để rèn luyện thân thể, bây giờ thì dùng để niêm phong đầu lĩnh sát thủ lại, luyện hóa, ẩm, trong vòng một hơi thở, hắn dùng pháp lực mạnh mẽ, làm cho chí tôn máu lạnh này hóa thành cho tàn, thiên địa lô biến mất, Thạch Hạo phun máu như đê vỡ, vết thương trên thân thể càng lúc càng lớn, có một số nơi gần như rớt khỏi thân thể chẳng hạn như cánh tay, hai tia tiên khí phát sáng mạnh mẽ buộc lại, đồng thời cũng ngăn chặn không để tinh lực hai vị trí trái tim và mi tâm suy yếu, làm cho thân thể ghép lại với nhau. Còn mình ngươi, mặc dù bị thương nặng như vậy, nhưng hắn vẫn không lùi bước mà ép tới trước, đối đầu cùng cổ thánh tử, cổ thánh tử cũng không trốn, vì hắn biết đã bị thạch hạo khóa chặt, không cách nào dễ dàng rời đi được. Kinh văn dung trời, thần hỏa thiêu đốt, vùng núi rách nát này lập tức sôi trào, cổ thánh tử phát sáng, miệng ngâm thần chú, triệu hoán chiến hồn trong cửu thiên thập địa, ầm, ừ, âm thanh to lớn vang lên. Từng bóng người hiện ra nơi đây và hòa vào thân thể cùng hợp nhất với hắn, khí tức toàn thân mạnh mẽ đến cực hạn, Cửu Thiên Thập Địa Kinh, cao thâm khó lường, hiểu rõ tạo hóa, đây chỉ là một loại vận dụng trong đó mà thôi, cũng là một loại mà cổ thánh tử thành thạo nhất. Ầm, um, Thạch Hạo tuy đối đầu với hắn, nhưng trên thực tế lại là quyết đấu cùng những anh linh lưu lại trong thiên địa. Nơi này mưa ánh sáng liên miên, anh linh rít gào, trời đất đảo lộn, khắp trốn đều là sát quang, toàn bộ là chiến khí, Thạch Hạo đang bị thương, không thể sử dụng toàn lục nếu không thì chẳng mấy chốc thân thể sẽ tan vỡ, trong nháy mắt này kiếm ý cộng cỏ hiện lên. Ánh sáng lưu chuyển liên tục, toàn bộ là ánh kiếm, không gì không xuyên thủng, lao nhanh về phía cổ thánh tử. Keng, tiếng vang kinh hồn. Nắm đấm của cổ thánh tử nện lên những ánh kiếm kia phát ra tiếng rung của kim loại. Mắt Thạch Hạo sáng lên, bất chợt hắn nhớ lại người này từng ngâm qua bảo dịch vô danh. Trong ao kia có khí hỗn độn thần bí khó lường, có thể làm cho thân thể cứng cỏi không hư hoại. Trước đây, đầu sùng vật của cổ thánh tử Kim Văn Bạch Hổ, móng vuốt của nó đều là ánh sáng hỗn độn, mạnh mẽ quá mức, mà cổ thánh tử này thì toàn thân đều được ngâm trong loại bảo dịch ấy, tất nhiên lại càng yêu nghiệt hơn nữa. Thời gian ngừng lại, Thạch Hạo khẽ nói tình huống của thân thể rất tồi tệ, vết thương càng lúc càng rộng. Soạt, hắn lấy tiên kiếm đại la ra, quấn lên hai tia tiên khí, phong mang tuyệt thế, như cầu vòng vắt ngang trời, xuyên thẳng tới trước, phụt, ngay cả thân thể đã được ngâm qua bảo dịch mạnh mẽ vô cùng của cổ thánh tử, cũng khó có thể chống lại nên bị chém ra một vết thương đáng sợ, máu tươi chảy ròng ròng. Giết, Thạch Hạo quát lên, trong quá trình chiến đấu kịch liệt, hắn vận chuyển hàng loạt bảo thuật, kiếm thai phát sáng phá tan tất cả phòng ngự, đâm vào mi tâm của đối thủ, một đóa hoa máu tỏa ra, vô cùng thế diễm. Đến đây mình xin khép lại tập này, cảm ơn các bạn đã xem hết video nếu hay đừng quên cho mình một like một đăng ký kênh và cũng đừng quên comment góp ý những ý kiến đóng góp của các bạn nhé cảm ơn các bạn nhiều